Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với FB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi muốn nói với anh em, đó là tôi đã cắt tóc. Không giống như tối hôm qua lúc tôi ở sân cảm nhận cây tech 7C, thì lúc đấy tôi chưa cắt tóc, bảo sao tối hôm qua đánh chả được pha cầu nào ra hồn. Nhưng mà may quá, vẫn kịp cảm nhận cho anh em tech 7C là một cây vợt như thế nào. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ vào với cả phần đầu tiên, đó là phần chúng ta phải đi xem giới thiệu cây tech 7C, xem hình thức nó ra sao đã nhỉ. Sợ nhiều anh em lại không biết. Thì xin mời anh em chiêm ngưỡng tech 7C. Ok, thì tới với phần đầu tiên, đó là phần hình thức của tech 7C. Thì anh em chúng ta có thể nhìn thấy tech 7C là sở hữu cho mình nước sơn lì. Màu sắc chủ đạo của tech 7C đó là màu xám pha với một chút các cái gợn vàng. Thì rõ ràng đây là một cái cây vợt khá đặc biệt, Tectonic. Tôi đã làm cái clip review sản phẩm này khá kỹ rồi, nên là anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì anh em có thể vào YouTube hoặc là vào fbshop.vn, hoặc là xin mời anh Edit sẽ để những công nghệ đặc biệt hiện hữu trên cây vợt ở bên cạnh này để anh em có thể tham khảo nhé. Còn hôm nay nói thì nó cũng hơi bị dài quá. Thì một số công nghệ hiện hữu thì chúng ta có thể đọc ở trên thân, đó là công nghệ Start Blazer, Plastic Sharp này, TB Nano. Rõ ràng TB Nano thì hiện hữu quá nhiều trên các dòng vợt của Lightning rồi. UHD Sharp cũng vậy. Điểm đặc biệt của Tech 7 là có hai cái vật liệu gia cố ở đây, giúp cho cây vợt chắc chắn hơn cũng như là tạo được những cái cú đập tốt hơn. Đây là hai cái vật liệu đó. Thì cái vật liệu này là gì thì nó là cái vật liệu của Tectonic ấy. Thì hôm nay quên mất là đang đi thì tự nhiên quên mất quyển vở ghi công nghệ của Tectonic. Anh em nhớ lên FB Shop và anh Edit nhớ thêm cho tôi hai cái mé này là cái công nghệ gì của Tectonic 7, thì thêm ngay vào màn hình cho anh em cùng tham khảo. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái phần quan trọng hơn, đó là phần đo thông số, xem cây vợt Tech 7C, Tectonic 7 Combat này có đúng thực sự là một cây thiên công không cho anh em. Vâng, thì điểm đầu tiên chúng ta có thể nhìn được, đó là ở Tectonic 7, nhà cung cấp cho chúng ta đây là một cây vợt có độ dẻo vừa. Trọng lượng 85 cộng trừ 1, điểm cân bằng 305 cộng trừ 2mm và lực căng tối đa lên tới 32 lbs. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi cân nó xem là nó bao nhiêu cân anh em nhé. 85 cộng trừ 1. Hiện tại trọng lượng của Tech 7C 87. 87 thì nó cũng bao ù rõ ràng rồi anh em ạ. Tiếp tới là cái điểm swing của cây vợt. Đấy, điểm swing của một cái vợt thiên công thì nó sẽ là bao nhiêu? Thôi anh em cứ nhìn nhá. Tôi cần thiết phải đọc nữa. 89 điểm swing thì rõ ràng là một cây vợt thiên công đẹp rồi. Điểm cân bằng nhà sản xuất cho chúng ta 305 cộng trừ 2. Điểm cân bằng của Tech 7C cũng khá chính xác đấy anh em ạ. 302 cho tới 303mm như tôi đang nhìn thấy ở đây. 302 cho tới 303mm. Thì xin thưa anh em, Tech 7C, một cây vợt có cái thiết kế ấn tượng, màu sắc không quá nổi bật nhưng mà lạnh lùng, thiên về lối đánh tấn công. Điểm cân bằng thì 302 cho tới 303 đối với cây vợt này. Còn nhà sản xuất cho chúng ta 305. Swing khỏi bàn 89. Độ dẻo thì vừa thôi. Trọng lượng 86-87. Thì tôi nghĩ đây là một cây vợt thiên về lối đánh tấn công hoàn thiện rồi, rõ ràng rồi, không cần gì phải bàn cãi nữa. Vừa rồi thì anh em đã cùng tôi đi trải nghiệm, à không, cũng đúng là trải nghiệm đó. Phần đầu tôi đã trải nghiệm, phần thứ hai đó là chúng ta đã đi đo thông số, xem hình ảnh của Tech 7, tìm một số công nghệ, cân nặng này, điểm swing này, điểm cân bằng này, lực căng tối đa. Thế thì bây giờ còn nốt cái phần đó là phần đưa ra cái gọi là cái điểm số quan trọng cho cái Tech 7C này. Thì Tech 7C không cần phải bàn nữa, công đét đèn đẹp, không cần phải tính. Thôi, hẹn anh em vào buổi tối 2, 4, 6. Còn bây giờ thì chiều chiều nay nhé.
tôi sẽ ra sân để đi chấm điểm cho anh em. Được chưa em? Giống tài tử điện ảnh chưa? Giống tài tử điện ảnh chưa? 40% ok. Vâng, thì hôm nay tôi đã ra sân với cả Tectonic 7C. Thì thực sự nếu để chấm điểm cây này so với tôi thì tôi không điểm cây này 10 điểm, bởi vì tôi không đánh được cây 7C này. Nó hơi là quá nặng so với cả cái lực của tôi. Với một cây vợt đầm đầu thân cứng, trọng lượng 3 u như này thì tôi nói thật là tôi không thể kham nổi. Đấy, nhưng mà để mà chấm điểm ra, nhận xét ra thì tôi vẫn có thể nhận xét được cho anh em. Không đánh được mạnh thôi, nhưng mà ve vẩy các thứ vẫn ok lắm. Phần chấm điểm 7C cho chúng ta quả công. Nếu để tôi chấm điểm, ai vào tay công được con này lực tốt, 9.5 điểm, công rất ngon. Nhưng đổi lại cái phản tạt ở trên lưới, 7C lại không được nhanh nhạy. Cây này chỉ được khoảng tầm 7 điểm phản tạt trên lưới thôi, mà phải tay ai cực tốt thì may ra mới có thể phản tạt được những quả trên lưới của cây này. Còn trái tay thì những cây vợt đầm đầu thì thường thường là dễ, khá là dễ trái tay. Nhưng mà cây này thì anh em nào phải chắc tay một tí nhá, chứ còn nếu mà dùng lỏng lỏng nó hay bị văng lắm, hay bị văng cái vợt ấy, nó xoay cái vợt ấy. Trái tay chấm cây này 8.5. Còn về màu sắc thì chấm cây này 10 điểm, màu hơi trầm một tí, 10 điểm với mọi người thôi. Còn tôi thì tôi chỉ chấm cây này khoảng tầm 7 điểm về màu sắc thôi. Tôi thích vợt nổi, anh em biết mà. Thôi thì bây giờ cũng là phần cuối của clip rồi. Cầm cây vợt trên tay mà tôi cảm thấy nặng quá. Anh em đã chơi 7C chưa? Hãy để lại một chút bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, subscribe kênh YouTube. Ấn nút chuông, đón chờ những clip nhanh, sớm nhất. Bye bye.